đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Trần Thủ Độ là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Sau khi nhà Trần thành lập, ông được vua phong làm quốc thượng phụ rồi thái sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Tháng 12 năm Đinh Tị, tức tháng 1 năm 1258, lúc đó thế giặc mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui. Khi đó vua đã tới hỏi thái sư Trần Thủ Độ, ông đã trả lời: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Vào lúc gay go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đanh thép ấy của ông đã giữ vững được tinh thần dám đánh và quyết thắng của nhân dân Đại Việt. Câu nói đó đã để lại cho dân tộc Việt Nam một hình tượng Trần Thủ Độ anh hùng, bất khuất, tài năng, quả cảm, có công lao to lớn với vương triều Trần và nhà nước Đại Việt. Chân dung lịch sử, ghi tạc anh hùng, thổi bùng hồn Việt.